Các bạn lên cho mình cái cung vạn trạng nha mọi người. Cung vạn trạng với lại cái giáp thiên thần hai món cuối. Nếu mà gặp tướng trận này tại bên kia đánh gà. Cái tướng gà, cái tướng nó ngon, nó để trận này nó thắng. Tem mình lên đồ kỳ quái quá. Nói chung tem nó là thật sự là tem nó thắng.